Chào mừng quý vị và các bạn đến với Học Bơi Hà Nội Cô Như Ý, website dạybơi.vn, hotline 0981123345. Ở video này thì chúng tôi sẽ đề cập đến những cái điểm mà lưu ý khi các bạn tiếp cận đến kỹ thuật bơi ếch cơ bản hay là chúng ta mới bắt đầu học bơi. Và đây cũng là video để chỉ ra những cái thắc mắc của bạn đúng hay là sai trong cái quá trình tập bơi, và chúng ta có nên tập bơi như thế hay không. Đa phần thì khi mà các bạn, nhất là đối với lại người lớn chúng ta ấy, thì khi mà tiếp cận đến bơi ấy, thì bao giờ thì chúng ta cũng nên tiếp cận đến kỹ thuật bơi cơ bản này. Và đây nó chính là cái kỹ thuật bơi cơ bản mà chúng tôi nhắc đến. Và có hai điểm lưu ý ở trong kỹ thuật bơi mà chúng tôi muốn đề cập đến ở trong cái kỹ thuật bơi cơ bản này dành cho những người mới bắt đầu tập bơi. Đó là cái kỹ thuật liên quan đến kỹ thuật tay và kỹ thuật chân. Thì có rất là nhiều những bạn mà thắc mắc với tôi là tay như thế nào cho đúng và chân như thế nào cho đúng. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giải quyết cho các bạn ở cái video này. Rồi, ok, bắt đầu thì chúng ta sẽ đi đến phần kỹ thuật tay nhé. Khi các bạn mới tiếp cận đến bơi thì ngoài những cái việc thở ra thì các bạn sẽ để ý đến kỹ thuật tay. Thì đa phần là các thầy cô hay dạy cho các bạn đó là lúc mà mình kéo tay ở kỹ thuật bơi ếch này ấy, thì đa phần là cái lực nó chỉ chiếm khoảng 30% trong kỹ thuật bơi cơ bản, và đa phần là cái lực nó ở chân. Ở kỹ thuật tay này thì lúc nào tôi cũng nói các bạn và nhiều thầy cũng nói như thế, có nghĩa là khi mà các bạn thực hiện động tác tay là các bạn quạt rộng cái tay ra. Đấy, quạt rộng cái tay ra. Thì nhiều bạn nói với tôi rằng là khi mà các bạn quạt rộng cái tay ra như thế này thì các bạn để ý là hình như là sai rồi thì phải. Đấy. Vậy thì các bạn phải nên hiểu rằng là sai như thế nào và đúng như thế nào. Thực ra mà khi các bạn tiếp cận đến bơi như thế này ấy, thì khi các bạn quạt tay ra rộng ra như thế này thì các bạn thứ nhất là các bạn có thời gian lên thở nhiều hơn. Ví dụ các bạn bảo là thầy ơi phải quạt hẹp tay như cái này tay rộng quá. Thì ví dụ như các bạn quạt hẹp thì các bạn tưởng tượng là các bạn sẽ có khoảng độ 30 giây để các bạn lên lấy hơi. Tuy nhiên thì khi các bạn quạt rộng cái tay ra như thế này thì các bạn nó sẽ có một tầm khoảng độ 1 phút để cho các bạn lấy hơi. Vậy có nghĩa rằng là khi các bạn quạt rộng tay ra như thế này thì các bạn sẽ có thời gian để lên thở nhiều hơn và có thời gian để làm chủ cái nhịp hít của mình, hít thở của mình, đúng không ạ? Nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn đảm bảo hai yếu tố, thứ nhất là quạt rộng ra và thứ hai đó là sâu dần xuống. Tôi hay nói với mọi người là khi các bạn quạt tay ra giống như kiểu là các bạn đang bước cầu thang vậy, nấc 1 ở trên, nấc 2 ở dưới và nấc 3 là các bạn bước chân xuống dưới đáy, đúng không ạ? Vậy thì hai yếu tố rộng nó làm cho các bạn có thời gian lên thở nhiều hơn và tiến về phía trước. Sâu xuống nó giúp cho các bạn đẩy được cái đầu của các bạn lên cao. Vì đặc điểm của kỹ thuật bơi ếch đó là đầu nổi thân chìm. Và khi các bạn quạt tay hướng xuống là cái đầu của bạn nó sẽ đẩy được lên cao. Vậy thì đây nó không phải là sai, các bạn lưu ý nhé. Không phải là sai mà chúng ta nên quạt rộng ra. Tại vì khi các bạn đi học bơi thì mỗi người một cơ địa khác nhau. Đấy, không ai là hoàn thiện cả. Và có bạn thì rất là sợ nước nữa thì tốt nhất là chúng ta nên quạt rộng ra nhé, còn không nên quạt hẹp. Khi mà các bạn đã làm tốt rồi thì chúng ta có thể quạt hẹp tay lại và lợi dụng ở giai đoạn 3, đó là giai đoạn ôm nước để đẩy thân mình lên cao. Khi các bạn đi đến kỹ thuật bơi ếch chuyên nghiệp thì cái lực tay của nó sẽ được tối đa hóa hơn, tuy nhiên thì nó sẽ làm cho các bạn khá là mệt mỏi. Các bạn bơi ở kỹ thuật bơi cơ bản này ấy, thì nó sẽ thích hợp được cho tất cả mọi người từ bé đến lớn và chúng ta không gặp vấn đề gì. Bơi rất được dài, bơi dài mà không sao cả, một vài cây số nó là chuyện rất là bình thường thôi. Đó, khi các bạn quen thì chúng ta có thể tập kéo hẹp tay lại một chút nhé. Đấy, và lợi dụng cái giai đoạn 3 là giai đoạn ôm nước để đẩy thân người của mình lên cao. Và lúc đó thì tay nó sẽ chịu cái tác động lực mạnh hơn.
Vâng, vậy thì đây nó là cái điểm mà lưu ý đầu tiên khi mà các bạn mới tiếp cận đến bơi, và đây cũng là lời giải đáp cho các bạn là nên quạt tay rộng hay là quạt tay hẹp. Còn các bạn muốn đi về kỹ thuật bơi chuyên nghiệp thì trong kênh đã có cái video hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật bơi chuyên nghiệp rồi, các bạn vào tham khảo nhé. Vâng, đây nó là điểm số 2 liên quan đến phần kỹ thuật chân. Nó nhiều bạn nói với tôi ấy là hình như là mình mở gối hơi quá rồi thầy ạ. Đúng không ạ? Đấy thì bước ban đầu chúng tôi hay dạy các bạn là hay mở gối ra, co chân lại, co gót chân về mông. Các bạn nhớ hai đặc điểm đó là co gót chân về mông. Đặc điểm số 2 là co sâu chân lại, mở gối ra, vừa co vừa mở gối. Đấy, vừa co vừa mở gối. Đấy thì tại sao mà co lại mở hết gối ra như này? Trong kỹ thuật bơi cơ bản thì thực ra nó cũng là một cái kỹ thuật mà mô phỏng theo lại kỹ thuật của Connect thôi. Nó cũng không khác gì cả. Tuy nhiên mở gối bước ban đầu tiên như thế này để cho chúng ta dễ cảm nhận hơn đó là tư thế thân người. Tại vì đa phần là các bạn không cảm nhận được cái tư thế thân người đứng thẳng. Và nói thì nó cũng khá là mông lung. Tuy nhiên thì các bạn cứ lưu ý này. Các bạn lưu ý này, cái tư thế thân người người ta gọi đó là tư thế đứng thẳng. Thẳng ở đây là thẳng so với thân người của mình. Đấy, dù các bạn chìm hay các bạn nổi thì thân người của bạn cũng là một đường thẳng như thế này. Thì thẳng ra nó giúp cho hỗ trợ cho các bạn đó là trong cái quá trình hoạt động các thứ của bạn nó rất là thoải mái. Nó giống như kiểu là người trẻ như chúng ta ấy, thì chạy nhảy nó rất là ok, nhưng các cụ già thì rất là khó. Tại sao? Vì các cụ là bị thoái hóa cái đốt sống lưng. Đấy, nói chung là ảnh hưởng đến xương ấy, thì các bạn bị mọi người như thế thì nó sẽ bị di chuyển nó sẽ rất là chậm vì là cái lưng nó bị võng. Còn khi mà bạn giữ thẳng được thân người như thế này ấy, thì các bạn hoạt động rất là tốt. Vậy thì khi mà co chân lại, mở gối ra và co gót chân về mông thì các bạn thấy rằng là các bạn vẫn đang giữ được cái tư thế đứng thẳng đó. Đấy, các bạn co lại thì vẫn giữ được tư thế đứng thẳng, co gót chân về mông, người vẫn tạo ra một tư thế đứng thẳng. Tuy nhiên thì ở kỹ thuật bơi chuyên nghiệp là các bạn không mở gối quá cái phần hông của mình. Và nếu mà dạy cho các bạn như thế thì các bạn sẽ dễ bị co gối chân về bụng. Các bạn dễ co gối chân về bụng gây cái hiện tượng là thứ nhất là đạp không lướt, thứ hai là hiện tượng nổi mông. Và nói chung thì các bạn bơi rất là khó và rất là mệt mỏi. Đây, ví dụ như là các bạn co về như thế này. Đấy, khi bạn co gót chân cái phần gối chân của bạn ấy mà mở không quá hông lúc đầu tiên thì các bạn hay bị cái rụt về như thế này. Đấy, làm cái gối chân của mình nó hướng về bụng ấy. Thì lúc mà các bạn đạp ra ấy là thứ nhất nó không có lực, thứ hai nổi mông. Và nói chung thì nó không đi, nhìn kỹ thuật nó rất là xấu. Tại vì thực ra là các bạn đang rất là sợ nước ấy. Hay là có một cái gì đó các bạn chưa cảm nhận được tốt ấy. Thì đa phần là các bạn sẽ bị những cái hiện tượng nó không tốt như thế này. Đấy, thế nên là đa phần chúng tôi nói là các bạn phải mở gối chân ra. Vậy thì mở gối chân không phải là sai. Các bạn hiểu ý chúng tôi nói chứ ạ, không phải là sai mà giúp cho các bạn cảm nhận được tốt hơn thôi. Còn khi các bạn đã quen rồi ấy thì là các bạn sẽ tự cảm nhận và điều khiển được cái đôi chân của mình theo ý muốn. Và lúc đấy các bạn muốn chuyển sang một kỹ thuật bơi chuyên nghiệp thì nó rất là đơn giản mà nó không gặp vấn đề gì cả. Đấy, các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Vậy thì đây nó chính là hai đặc điểm lưu ý quan trọng nhất khi mà chúng ta tiếp cận đến bơi, mới tiếp cận đến bơi dành cho tất cả mọi người. Đó là đặc điểm của tay và kỹ thuật chân mà chúng tôi nói đến. Nếu có vấn đề gì thắc mắc thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp cho chúng tôi thông qua số hotline 0981123345 để được hỗ trợ giải đáp nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta quay lại kỹ thuật chân co mở gối các bạn nhé. Để tôi nhắc lại thêm một lần nữa. Rồi co mở gối chân, co gót chân về mông, các bạn nhớ nhé, mở gối chân và co gót chân về mông nhằm mục đích đó là tạo được tư thế đường thẳng thân người của mình. Các bạn lưu ý nhé. Ok, chúng ta làm đi làm lại vài lượt nữa để cho quen nào. Co, mở gối, co gót về mông, hai bẻ xoay gót chân, đạp gót chân sang bên và khép nhanh cái chân lại. Ok chưa ạ? Rồi, co, mở gối, xoay chân, đạp khép. Rồi. Nếu các bạn còn thắc mắc về vấn đề gì thì các bạn nhớ liên hệ lại cho chúng tôi nhé, hoặc truy cập trực tiếp vào website dạybơi.vn để biết các bài tập chi tiết và cụ thể.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.